Hội nhập đem lại nhiều cơ hội cho doanh nghiệp Việt Nam nói chung và doanh nghiệp ngành dệt may nói riêng trong sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên cũng đem lại không ít khó khăn khi có hơn 70% doanh nghiệp trong ngành là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Một trong những khó khăn mà doanh nghiệp gặp phải là các vụ kiện phòng vệ thương mại. Có nhiều ý kiến cho rằng một trong những nguyên nhân khiến doanh nghiệp Việt Nam thường xuyên đau đầu với các vụ kiện nêu trên đó là doanh nghiệp kinh doanh đơn lẻ, đồng thời các hiệp hội và các thành viên trong hội hoạt động chưa hiệu quả. Vậy doanh nghiệp cần trang bị những gì? Các hiệp hội ngành dệt may đã đang và có kế hoạch như thế nào trước các vụ kiện phòng vệ thương mại? Xin mời quý vị cùng theo dõi phần trao đổi ngắn mà phóng viên chúng tôi đã thực hiện với bà Nguyễn Thị Tuyết Mai, Phó Tổng Thư ký Hiệp hội Dệt may Việt Nam. Dạ, thưa bà, thì có ý kiến cho rằng là trong cái xu thế hội nhập hiện nay, có nghĩa là khi mà Việt Nam tham gia lần lượt tham gia ký kết hoặc là thực hiện chính thức các hiệp định đối tác thương mại thì đây là một cái cơ hội mở ra cho các doanh nghiệp Việt Nam, nhưng cũng đồng thời cũng là một cái thách thức khi mà doanh nghiệp Việt Nam phải đối mặt với các cái vụ kiện chống bán phá giá liên tục trong thời gian qua. Thì theo bà thì bà có nhận định như thế nào về ý kiến đó? Chúng tôi cũng biết rằng hiện tại thì là cái thời điểm hiện tại là cái thời điểm mà Việt Nam gia nhập hội nhập rất là sâu vào thế giới bằng thông qua những về cái nền kinh tế thế giới thông qua những cái hiệp định thương mại tự do. Hàng loạt các hiệp định thương mại tự do mà chính phủ mình cam kết tham gia thì chúng tôi thấy rằng một số người thì cho rằng đây là cơ hội nhưng mà thách thức cũng không phải là kém. Nhưng vấn đề từ bản thân nội tại từng doanh nghiệp chúng ta cũng phải nỗ lực để vươn lên, để đáp ứng được những cái tiêu chuẩn, những cái quy tắc mà những cái hiệp định này người ta yêu cầu. Bởi vậy chúng ta xác định cũng giống như là nếu mà chúng ta không hòa nhập với thế giới thì chúng ta không có cơ hội. Nhưng chúng ta chấp nhận cuộc chơi này thì chúng ta sẽ có cơ hội. Còn chuyện thách thức thì mình phải phấn đấu để mà vượt qua thôi. Nhưng mà thực sự thì từng bản thân doanh nghiệp thì người ta cũng có thể chăm chút cho cái doanh nghiệp của mình là sao cho nó hoàn hảo để mà có thể đáp ứng được những cái quy tắc, những cái điều kiện mà những cái hiệp định thương mại tự do nó đòi hỏi. Nhưng bên cạnh chúng tôi vẫn còn có những cái thách thức rất lớn mà nó ngoài cái phạm vi của doanh nghiệp, ngoài cái sự, tức là không phải do doanh nghiệp quyết định. Nhưng mà vấn đề là còn là con đường đi. Mà con đường đó là cái gì? Là những cái hành lang pháp lý, là chế độ chính sách, có cản trở doanh nghiệp phát triển hay không? Vâng, thưa bà, cũng có ý kiến cho rằng doanh nghiệp Việt Nam đa phần khi gặp rắc rối với các vụ kiện phòng vệ thương mại thì thường ở trong trạng thái cô độc và phải tự xoay sở một mình. Vậy thì theo bà có suy nghĩ như thế nào về vai trò của các hiệp hội nói chung và với Hiệp hội Dệt may Việt Nam nói riêng trong công tác hướng dẫn cũng như là hỗ trợ các doanh nghiệp trước các biện pháp phòng vệ thương mại? Những cái doanh nghiệp vừa và nhỏ của Việt Nam trong dệt may đó thì 70% họ là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Cho nên từng doanh nghiệp một mà khi hòa nhập vào cái cuộc chơi lớn như thế này thì gần như là họ không có đủ sức. Cho nên chúng tôi, cái vai trò hiệp hội là sẽ kết nối họ lại với nhau. Mặc dù kết nối họ lại trong mà thành một cái chuỗi cung ứng hoàn chỉnh để mà có thể tận hưởng được cái giá trị gia tăng cao hơn khi mà chúng ta xuất khẩu hàng ra thế giới. Thì thực ra cái việc làm này nó cũng không phải là dễ, nhưng mà chúng tôi xác định được đó là nhiệm vụ của mình. Hoặc là chúng tôi có trách nhiệm là cảnh báo sớm cho họ những cái vụ kiện là chống bán phá giá. Thực ra thì các doanh nghiệp dệt may mà đặc biệt về sợi thì họ đã đụng chạm những cái vụ kiện này rồi từ 4-5 năm nay rồi. Nhưng mà những doanh nghiệp may đó thì họ chưa có, gần như họ không có sự phòng vệ gì về chuyện này. Chúng ta hoàn toàn có thể đụng vào, ngay cả chúng ta xuất khẩu quần áo mà chúng ta xuất khẩu nhiều quá vào một cái thị trường đất nước nào đó thì vấn đề phòng vệ thương mại của đất nước đó họ cũng sẽ tìm cách để họ kiện chúng ta. Dạ vâng, cảm ơn bà vì cuộc trò chuyện vừa rồi.